Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy với bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài số 1, ôn tập các số đến 100. Tiết 1. Bài số 1, viết thay mẫu. Cái này là người ta họ cho một số trái cây, được không? Và cái này thì người ta họ tách ra hàng chục, hàng đơn vị. Ta viết số, cột này thì là cột đọc số. Chúng ta xem bài mẫu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy là một cái này là 10. 10 hay còn gọi là một chục. Được không? Một chục. Và cái bài này cũng vậy là hai chục. Nè. Hai chục là, cái hàng chục này là, cái cột chục này là số 2. À. Cậu này là 1, 2, 3, 4, 5. Và cái hàng đơn vị là 5. Bài này thì viết số. Giờ đây là 25. Đọc là 25. Tương tự, này là một chục, hai chục, này là ba chục, được không? Là 3. 1 2 3 4. 4. Cái này là 30 14. Đọc là 34. 3 10 4. Một chục, hai chục, ba chục, bốn chục. Bốn chục. Và không có cái lẻ nào hết. Là số 0. Nè. Ghép lại là thằng nào là 40. Một chục, hai chục, ba chục. Một cái lẻ. Này là 31. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. Viết số tích hợp vào con cá mà mèo câu được thay mẫu. Rồi chúng ta xem. Đây, cái bài này đây. Đây là 24. Đây con mèo này. Đây là 2 chục và 4 đơn vị. Còn đây là 4 chục và 1 đơn vị. Như vậy con số 41. 6 chục và 7 đơn vị, như vậy là 60, 17. 3 chục và 2 đơn vị, như vậy là 32. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 3. Viết vào ô trống thay mẫu. Số gồm 6 chục và 4 đơn vị, như vậy là viết là 64, đọc là 64 hoặc là 64. Này là 5 chục và 5 đơn vị, 5 chục này, 5 đơn vị này, đọc là 55. 5 10 5. Cái này gồm là 8 chục và 2 đơn vị. Này đọc là 82. Chín mươi mốt. Này là chín chục. Và một đơn vị. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Cái này là cái đoàn tàu A, dưới này là đoàn tàu B. Đây là 65, 59, 47, 60. Có đoàn tàu B là này là 56, 48, 51, 53. Câu A. Tô màu vàng vào các toa của đoàn tàu A ghi số bé hơn 60. Như vậy là chúng ta cái hàng chục mà nó nhỏ hơn con số 6.
thì nó sẽ số đó sẽ bé hơn số 60. Như vậy cái hàng chục đây là 5, đây là hàng chục là 4, như vậy hai cái toa này là bé hơn hơn 60. Như vậy chúng ta sẽ đi tô màu vàng. Rồi. Đoàn tàu A là hai số bé hơn 60. Rồi. Câu B, đoàn tàu B tô màu đỏ vào toa ghi số lớn nhất. Số lớn nhất là màu đỏ. Ở trong này thì chúng ta sẽ có là 56. Rồi. 56 là số lớn nhất. Rồi. Màu xanh vào toa bé nhất. Bé nhất là 48. Câu C, viết tiếp vào chỗ chấm. Cả ở cả hai đoàn tàu những số vừa bé hơn 60 vừa lớn hơn 50. Như vậy có nghĩa là đây là 50 nè. Được không? 51 này, 50, 52 này, 53 này, 54 này, 55 này, 56 này, 57 này, 58 này, 59 này, 60. Được không? Như vậy thì lớn hơn 50 là từ đây trở lên và bé hơn 60 là từ đây. Như vậy là những con số này tới đây, được. Từ 51 đến 59. Như vậy người ta nói rằng là chúng ta liệt kê những số đó. Rồi như vậy thì trong này là 65 thì nó vượt số này không được. 59 được nè, được không? 59. 47 được không? 47 không được, 47 nó nằm ngoài này, không được. 60 không được, 60 nó bằng rồi, không được. 56. 56. Đây có 56 nó nằm trong này. 56. 48 nó nằm ngoài này rồi. 51, đây có 51. Rồi 53. Đây có 53. Rồi như vậy là bốn số. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.